Hello các bạn, chào mừng các bạn đến clip tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip ốc xào lá chanh sớ các bạn. Lâu rồi mình không ốc, mình thèm ốc các bạn ơi, cho nên hôm nay mình sẽ làm món ốc xào lá chanh sớ các bạn ơi. Các bạn cùng xem video của mình nha. Nếu xem video của mình thấy vui và hay, các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô nhà và mình sẽ bắt đầu làm ốc xào lá chanh thôi các bạn ơi. Còn nữa các bạn ơi quên các bạn ơi, mình sẽ làm ốc xào lá chanh sả ớt. Mình sẽ chấm với nước mắm gừng nha các bạn. Mình đã làm sẵn một chén nước mắm gừng rồi các bạn ơi. Chút xíu nữa mình sẽ ăn và thưởng thức, sẽ cảm nhận như thế nào nha các bạn. Mới nghĩ thôi đã cảm thấy ngon rồi đó các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô nhà, mình sẽ xào ốc thôi các bạn ơi. Ok các bạn ơi, hiện tại là tôi đã rửa ốc sạch nha các bạn. Đây, sả, tỏi, gừng, lá chanh, bí ớt nè các bạn ơi. Đây là nước mắm gừng nè các bạn. Đó, đây tôi đã làm sẵn rồi các bạn ơi, xíu nữa mình sang nha các bạn. Còn ở đây là hũ chân gà ngâm sả tắc các bạn ơi. Lát nữa mình ăn chung luôn các bạn ơi. Còn tôm này nè, xíu nữa mình luộc luôn các bạn ơi. Ok các bạn ơi, giờ bắt đầu mình làm thôi các bạn ơi. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Ok các bạn ơi, hiện tại là sau 15 phút nó đã chín rồi các bạn ơi, rất là thơm luôn các bạn ơi. Có mùi sả, lá chanh, gừng nữa, quá thơm. Tỏi nữa, à, các bạn thấy không? Nó hở cái mài hết trơn rồi, nó chín rồi đó các bạn. Giờ mình chuẩn bị, xíu nữa mình chuẩn bị ăn các bạn ơi. Để mình luộc tôm nó mình ăn luộc luôn các bạn ơi. Tôm chấm với ớt, ốc xào lá chanh sả ớt và chim gà ngâm sả tắc nha các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ ăn 3 món luôn. Các bạn thấy không, rất là ngon rồi các bạn ha. Chín hết trơn rồi đó các bạn. Thơm quá trời thơm các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu luộc tôm thôi các bạn ơi.
Ok các bạn ơi, hiện tại là ốc xào lá chanh của tôi với lại tôm luộc là chín rồi các bạn. Đây bây giờ tôi sẽ ăn, sẽ review cảm nhận như thế nào các bạn ơi. Nè, quay xuống ăn luôn. Đó, thấy không? Nè, ốc xào lá chanh rất là ngon luôn các bạn ơi. Đây mình sẽ lấy một con nha các bạn. Mình sẽ chấm với nước mắm gừng các bạn ơi. Đó. Mời các bạn ăn với mình ngót nha các bạn ơi. Rất là ngon các bạn ơi. Ăn con luôn các bạn. Chấm mắm gừng dở lên cái chứ để nó nhiễu cùng đông này. Ốc chấm mắm gừng này. Quá ngon luôn. Xuất sắc. Ok. Bây giờ mình sẽ ăn một con tôm nha các bạn. Đây. Tôm mình sẽ chấm với muối ớt su cay nha, chứ không phải chấm mắm gừng nha. Chấm cái ăn muối ớt su cay nha. Mời các bạn ăn với mình con tôm nha các bạn. Rất là ngon luôn. Ok các bạn ơi, nếu các bạn xem video của mình thấy vui và hay, các bạn nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.